bảo giả, bảo rằng 300 lượng là cao lắm rồi. Ông đưa ra cái giá quá chắc thì tăng giá gấp 10 lần. Sau đó, ông dẫn cháu rời đi. Trò chơi đang từng bước tiếp diễn và ông chủ ngày càng bị cuốn vào. Tiếp theo, cứ sau một khoảng 2 ngày, ông già lại đến để mặc cả với ông chủ. Ông chủ chắc mầm sẽ chuyển mạnh lớn, nên nhất quyết không giảm. Hơn 10 ngày sau, ông lão đã chốt với ông chủ giá 3.300 lượng. Ông lão cầm quân lên cả thán. Ôi, ai đã khiến tôi thích chiếc quân này chứ? Quát mà ông lấy đến chân quân lên. Lúc này cháu trai của ông lão nói, ông ơi, chẳng phải ông đã nói cái này xấu xa. Phải bồi thường cho tôi gấp đôi giá trị là